C'est pas foncé, ça. On est allé pour une nuit, ça vaut pas la peine. Non, mais pour une journée. Ah! Fauve! Pas mon enfant d'aller à Milan, mais ça. Mais bien sûr. C'est cher à la journée. Je sais pas si c'est le ressenti du goût, mais... Parfait, tout comme ça. Il est déjà plus grand, il a 2-3 ans. Wait, is this part? Thank you.
C'est vraiment mon gars. Parce qu'à moi, il me dit le contraire. Có phải phần xin nhỏ để biết cái mẫu lòng gửi caramel natural đúng không cái gì took a train from Warsaw to Kiev and they phone Con... đừng có đi xe ôi con chó bự quá trời luôn kìa. Mèo rồi tao xỉn không rồi mọi người ơi. Il y a un bateau là. Trời ơi, kỳ này sao rất sơ sát vậy? Đứng thay đợi. Thank you.
No. Everyone's at one.
Thank you.
Thank you.